tán sỏi không chạm, bảo tồn chức năng thận, niệu quản. Với công nghệ tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung kích thế hệ mới nhất 2023, loại sạch sỏi hoàn toàn theo đường tự nhiên chỉ trong 30 phút, không mổ, không sẹo. Liệu quy trình tán sỏi ngoài cơ thể sẽ diễn ra như thế nào, khám phá ngay nhé. Bước 1, bệnh nhân được hướng dẫn nằm đúng tư thế dưới máy tán sỏi, đeo tai nghe bảo vệ và hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình thực hiện. Bước 2, tiến hành siêu âm kết hợp với X quang, xác định vị trí xác, vị trí, hình dạng, kích thước sỏi trên không gian 3 chiều với hệ thống máy tân tiến của Đức. Bước 3, bằng kinh nghiệm và tay nghề chuyên môn cao, bác sĩ sẽ điều chỉnh sóng điện từ hội tụ chính xác vào khu vực có sỏi, sau đó phát xung để phá vỡ cấu trúc và tán tụ sỏi bằng mức sóng điện từ lý tưởng nhỏ hơn 3.000 nhịp sóng, đảm bảo an toàn cho nhu mô thận và cấu trúc cơ quan lân cận. Vụn sỏi sẽ được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi cơ thể theo đường tự nhiên mà không cần dao kéo, không để lại sẹo. Vậy là chỉ sau 30 phút, bệnh nhân có thể tự ngồi dậy, sức khỏe bình thường và không hề có dấu hiệu đau đớn, yên tâm xuất viện ngay trong ngày. Tại bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, đội ngũ bác sĩ tiết niệu được đào tạo chuyên sâu về tán sỏi tại Singapore, đầy đủ 5 công nghệ tán sỏi thật, niệu quản, túi mật tân tiến nhất hiện nay, không gian nội trú khách sạn, y tá túc trực 24/7, áp dụng bảo hiểm. Liên hệ tán sỏi trong tháng này, nhận ngay ưu đãi tới 3 triệu, hotline 0912 002131.